Chào các bạn, sau đây mình hướng dẫn cách livestream nó không có bị quay ngang màn hình này. Có nghĩa là sau điện thoại của bạn phải đang ở chế độ là tự quay màn hình. Đấy. Ví dụ mình để ngang nó sẽ tự quay ngang. Để dọc là nó sẽ tự quay dọc. Được chưa? Sau đây các bạn vào Facebook. Các bạn để ý là khi mà Facebook các bạn không có bấm vào cái nút phát trực tiếp liền là nó sẽ khi các bạn quay màn hình ngang nó vẫn cái hình ảnh nó vẫn nằm ngang, mà các bạn phải bấm vào chỗ bạn đang nghĩ gì này, bạn đang nghĩ gì đấy. Sau đây các bạn mới vào cái chỗ cái chữ là video trực tiếp đấy. OK. Sau đó là các bạn có muốn viết thứ gì cũng được. Đấy. Ví dụ như nhắm lên mô tả, ví dụ như là trường hợp trực tiếp, trận gì này, trận gì đấy. Đấy. Đó là nó ví dụ này, trực tiếp này, trực tiếp, trận chung kết gì đấy. Vâng. Đấy. Sau đây các bạn bấm cái nút xong. Được chưa? Sau đó là các bạn sẽ bấm vào nút phát này. Đấy, bấm nút phát. Đấy là cái chế độ nó sẽ không bao giờ cái hình ảnh nó nằm ngang. Rồi, chúc các bạn thành công.